Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn sản phẩm về ngọc nghi lốc. Đây là ngọc nóng lạnh, ngọc mềm nóng lạnh, chất liệu là inox 304 này, mã sản phẩm này. Đây, ngọc mềm với các bạn nhé. Sản phẩm mình gồm có ngọc inox và một đôi dây cấp nóng lạnh. Thì các bạn mua về là đều có hai dây này nhé, ngọc inox rất chắc chắn, cầm rất nặng tay, cân nặng khoảng 1,6 cân các bạn nhé. Trên thị trường bán rất nhiều hàng như này nhưng mà hàng rẻ hơn và chất lượng thì không thể bằng hàng này. Nó rất chắc chắn này, bóng đẹp. Và xem này. Đấy. Thế khi về mình lắp đặt thì mình chỉ cần tháo cái này ra này. Đó. Đó, cái này mình cắm cái này vào bể vào bồn rửa, mà bồn rửa hai bên đấy, cắm ở giữa xong mình lắp rong vào dưới và lắp vặn cái này này. Đó. Đó. Hai dây cấp thì đầu đây, hai đầu này mình sẽ cắm vào hai cái đầu lỗ dưới này, cái này ngọc ngọc đôi nóng lạnh đấy. Đấy, hai cái lỗ dưới này, sau này hai cái lỗ mình cắm vào đây. Rồi, xin chào các bạn.